Nếu trong gia đình hành thiền mà mình bị chi phối bởi hôn trầm hoặc phóng dật, thì thời thiền đó có phải là không hiệu quả, tức là không có phước báo, đúng không? Việc quý vị nỗ lực hành thiền, bản thân nó đã là có phước báo rồi. Điều quan trọng là việc thực hành thiền của mình á, có đúng hay là không. Mình thực hành thiền đúng pháp hay phi pháp? Đúng pháp ở đây là như thế nào? Là phương pháp thực hành của mình á, là phương pháp do Đức Phật dạy, hay là một phương pháp do tà giáo họ dạy? Nếu như phương pháp do ngoại đạo dạy thì quý vị thực hành, dù cho quý vị không buồn ngủ, nó cũng đem lại điều phi công đức, tức là không có phước báo, hơn nữa còn tạo nghiệp bất thiện. Còn nếu như quý vị thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì đương nhiên nó có phước. Ở trong Tương Ưng, Đức Thế Tôn nói là khi mà Ngài nhìn thấy một vị tỷ kheo trong rừng ngủ gục, Ngài vẫn hoan hỷ hơn là Ngài thấy một vị tỷ kheo trong phú thị. Bởi vì một vị tỷ kheo ngủ gục ở trong rừng, thì khi vị ấy tỉnh dậy, vị ấy vẫn sẽ tinh tấn. Còn một vị tỷ kheo ở trong phố thị thì vị ấy sẽ bị quấy rầy bởi rất nhiều những vấn đề ở phố thị. Chính vì như thế, việc quý vị thực hành mà mình hôn trầm rồi mình chiến đấu với nó, dù sao đi nữa thì vẫn tốt hơn là quý vị bỏ thời gian để mình hưởng thụ các dục lạc ở thế gian.